đại lễ kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh, Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam thực hiện chương trình thánh nhạc với chủ đề Đức Giêsu đã sống lại vinh quang. Đây là một biến cố thật sự vô tiền khoáng hậu đã xảy ra trong lịch sử nhân loại hơn 2.000 năm trước. Phần thánh nhạc do nữ nhạc sĩ Linh Phương đảm trách. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng cố an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răng? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đốm có bánh sống, nước suối cho hồn tàn héo, ánh sáng soi nẻo tối tâm nơi vực sâu trong bóng đêm. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giêsu Chúa yêu thương. Mọi giông tố hay trong gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng đời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê. Mời quý vị nghe ca khúc Ngài là ai, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ái, được Bảo Võ trình bày sau đây. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng? Ngài làm cho bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giêsu Chúa yêu thương. Dòng tố hay trong gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến. Chiều người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo cho bao đau thương
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.